Xin mời quý vị cùng đến với The Home Depot. Xin mời quý vị cùng đến Tân Hải đi The Home Depot. Nơi đây bán rất là nhiều món đồ cho quý vị sửa chữa nhà cửa, tủ lạnh, máy giặt. Ở đây có tất cả. The Home Depot, một công ty của Mỹ khá lớn mình. Quá trời phải không? Đó. Đây, sau lưng Hải là những cái dụng cụ đào đất, xẻng. Đó, xẻng. Kính thưa các loại dụng cụ cho quý vị mua về làm vườn, làm nông trại, sửa chữa, xây dựng nhà cửa, đồ gỗ, xi măng, tất cả mọi thứ. Đó, đây là gian bán những đồ để xây dựng này. Đá sỏi. The Home Depot rất là lớn. Nói chung là Mỹ thì cái gì cũng lớn. Bao tay đó. Dụng cụ lớn nhỏ đầy đủ. Kéo, kìm, cắt. Mỹ rất là hay. Người dân muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Khi quý vị muốn mua cái gì đó nha, thì có những cái bảng nó hướng dẫn này. À, phía trên này đầu đó, nó hướng dẫn. Quý vị muốn mua cái dụng cụ gì thì sẽ có cái dụng cụ đó. Mùa đông lạnh cho nên những cái cây này được đem vào nhà. À, đem vào nhà mùa đông. Đây là những cái đồ để làm vườn, nướng các loại. Đây là phân bón, các loại giống. Những người nông dân nào muốn trồng cây gì thì ở đây có bán hết nha. Đó. À, rau cải, củ quả, đậu, kính thưa các loại giống, cà rốt, dưa chuột, dưa leo, cà chua. Phía ngoài này là bán các loại cây và phân bón, các loại chậu. Mùa đông cho nên là ít cây lại. Đây là những cây xương rồng, những cây sen đá, này, hoa xương rồng đẹp không quý vị? Đinh Thanh Hải là người rất là mê trồng cây vườn. Đây là những cái món đồ quá đẹp, cây xanh quá đẹp. Chậu lớn, chậu nhỏ, loại sành, thủy tinh, gốm, nhựa, ở đây đều có hết. Đây là những cây để trong nhà nó hút bụi thưa quý vị. Cái lưỡi hổ này là người ta nói là phong thủy, để trong nhà là tài lộc. Nhưng mà quý vị cẩn thận nha, cây này con nít không được chơi, tại vì cái mũ của nó rất là độc. Và hãy để xa tầm tay với của con trẻ. Những loại cây này thì nó sẽ rất là tốt ở trong phòng của quý vị, nhưng mà chăm sóc rất là cực khổ nha. Nó dễ chết. Quý vị tưới nhiều nó cũng chết. Thà để khô heo heo thì nó sống lâu. À,
Đây là những cái chậu cho quý vị trồng cây. Kính thưa các loại chậu. Rất nhiều cây. Những cây xanh, quý vị hãy đưa cây xanh vào trong nhà của quý vị và sau vườn. Rất là trong lành và dịu mát. Quý vị sẽ bớt đi cái sự dịch dỗi và căng thẳng khi trong nhà quý vị có nhiều cây xanh và hoa. Các loại sen đá, xương rồng. Đinh Tân Hải thường hay mua cái đất này này để về trồng cây. Trong này nó có đầy đủ phân bón và rất là tốt. Đây là loại đất mà Hải thường mua dùng để trồng cây. Đây là những cái đèn sưởi ấm để ngoài trời. Ví dụ như nhà quý vị muốn ngồi ngoài sân trong mùa đông thì cái này là sưởi ấm. Và người ta hay dùng ở những cái bãi biển đó quý vị. Những cái nhà mà gần biển á, gió đêm lạnh thì người ta hay làm cái này. Đây là những cái ống nước và những cái vòi phun tưới cây. Quý vị muốn mua đồ về nước, ống nước các loại thì ghé gian hàng này. Các loại đầy đủ, không thiếu thứ gì. Và những cái ống này có nhiều loại, nó chịu được mưa nắng nóng ngoài trời. Rất là lớn. Phía đằng xa kia là những cái đồ sỏi, đá, rồi gạch, gỗ cho quý vị về sửa chữa nhà cửa. Quý vị thấy lớn không? Gỗ đầy đủ các loại. Quý vị chọn gỗ và muốn cưa thế nào thì nó sẽ cưa cho quý vị. Đó, các loại gỗ, ống. Khoảng sân này để người ta bán cây. Và bây giờ trở vào bên trong để cho quý vị coi những gian hàng. Đây, electric moving light sailing. Ở trên này quý vị cứ coi, ở trên này muốn mua cái gì thì coi cái đó. Bên này là các loại sơn grill. Kính thưa các loại đèn. Đèn đẹp không? Hôm nay Đinh Tân Hải đi mua đèn và luôn tiện quay cho quý vị coi. Các loại quạt, đồ nội thất. Đang lọt vào cái gian hàng điện và đồ nội thất, quạt trần, rồi tất cả các dụng cụ trong nhà. Điện đài. Rất nhiều cái kiểu quạt trần.
Đây là gian hàng điện tử, các tủ lạnh, máy giặt. Đây là các loại lót sàn, thảm, những cái đồ để quý vị xây dựng nhà cửa. Đây là những cái thảm, các loại màu của thảm, carpet. Các loại. Và bên này thì gạch. Lót sàn, tấm lót. Các loại vòi. Phía dưới kia là gỗ, quý vị muốn mua gỗ hoặc là xi măng thì nó nằm ở dưới cùng này. Không thiếu cái thứ gì, quý vị muốn sửa chữa xây dựng nhà cửa, trong này bán đầy đủ. Đây là dàn gỗ quý vị, tất cả các loại gỗ. Và ở Mỹ này, nhà cửa người ta đều làm gỗ quý vị, từ khung sườn nhà rất là nhẹ, ai đó đã mua gỗ về. Dàn này là gỗ, và gỗ này là gỗ công nghiệp nha quý vị. Nó được làm trong nhà máy cho nên nó chống được nắng ẩm, mối mọt. Nó có rất là nhiều loại và nhiều giá tiền. Đây là dàn những cánh cửa, cửa sổ, cửa đi. Đó. Các loại cửa. Đây là dàn roofing. Đây là nó bán những cái nắp của bồn cầu. Các loại vòi sen tắm. Những ai thích sửa chữa xây dựng nhà cửa hoặc làm vườn, khi bước chân vào The Home Depot sẽ rất là thú vị. Tại vì trong này nó có đầy đủ tất cả các loại cho quý vị chọn lựa, không thiếu cái gì. Từ nông dân cho đến xây dựng, từ gỗ, xi măng, gạch đá, tất cả mọi thứ có hết trong này. Nó rất là rộng lớn. Mục đích của tôi sáng nay là đi mua bóng đèn, mà cứ đi vòng vòng quay cái này. Bây giờ tìm mua bóng đèn nha. Đây, và bây giờ là mua bóng đèn đủ các loại. Mục đích hôm nay đi Home Depot là để mua đèn nè quý vị. Các loại đèn.